Những nhà đầu tư cá nhân như chúng ta sợ hãi bán ra cổ phiếu bằng mọi giá, thì những người khổng lồ khôn ngoan họ gom lại cổ phiếu. Cái đáy đó có thể là một đáy ngắn hạn để bắt đầu vào nhịp phục hồi kỹ thuật. Khi mình đã bán trong khoảng đoạn rồi thì mình đừng có vội vàng mua lại luôn. Thị trường nó phải có phiên bùng nổ thuê đà. Nếu thị trường không có bùng nổ thuê đà thì đó sẽ chỉ là một nhịp phục hồi kỹ thuật thôi. Chào mừng anh chị đến với kênh Chứng khoán TVI. Chúng ta lại gặp nhau trong video thị trường mỗi ngày. Index của chúng ta tiếp tục có phiên phục hồi thứ tư. Và ở tuần này thì như mình đã chia sẻ mọi người, nó sẽ là một tuần rất quan trọng. Tại vì thị trường nó có thể xuất hiện phiên bùng nổ thuê đà, tức là phiên xác nhận thị trường tạo đáy thành công và bước vào một nhịp tăng giá ngắn hạn mới. Nên là anh chị em sẽ cần phải tập trung kỹ. Ở ngày hôm nay thì mình sẽ nói về những cái điều tích cực trước. Thị trường ngày hôm nay thì mở gap, và sau khi mà thị trường rung lắc mạnh trong phiên thì cuối phiên thị trường vẫn duy trì ở một cái vùng giá tăng khá tốt 4 điểm với chỉ số chung, và làm cho thị trường thì nó không bị một cái khoảng mở gap quá lớn. Và thậm chí với một cái nến doji này, nó vẫn cho thấy rằng nguồn cung của thị trường là có, tuy nhiên nó không mạnh và chỉ cần một lực cầu nhẹ đã làm cho thị trường tăng giá trở lại. Ở cái giai đoạn này thì nghĩ rằng rất nhiều anh chị em thì cũng rất là sợ, và mọi người có thể là nhiều anh chị đã bán trong hoảng loạn và mọi người cũng rất là lo lắng và không biết là công chuyện là chúng ta đã nên mua lại hay không. Tại vì trong ngày hôm nay thì có rất nhiều anh chị em chưa là khách hàng của TVI thì có những hỏi hùng là lỡ bán trong hoảng loạn rồi và có nên mua lại luôn không, và mua thì mua cổ phiếu nào. Nói chung là rất nhiều người có hỏi về vấn đề là mình đã lỡ bán rồi thì mình có nên mua lại luôn không. Thì thực sự là mình phải chia sẻ mọi người như này, cái việc mà bán trong hoảng loạn thì đấy là một cái điều hết sức là bình thường trong đầu tư. Hùng cũng đã từng trải qua như vậy. Mọi người phải hiểu rằng tích lũy hoảng loạn đó là gì? Đó là khi mà những nhà đầu tư cá nhân như chúng ta sợ hãi bán ra cổ phiếu bằng mọi giá, thì những người khổng lồ khôn ngoan họ gom lại cổ phiếu. Tùy vào mức độ mà họ gom được nhiều hay ít, và tùy vào cái số lượng cổ phần mà những nhỏ lẻ chúng ta bán ra ở vùng hoảng loạn, thì nó sẽ cho thấy rằng cái đáy đó có thể là một đáy ngắn hạn để bắt đầu vào nhịp phục hồi kỹ thuật. Hoặc ví dụ như đoạn này, có thể là ví dụ đoạn này, ví dụ này, đây có thể là một cái đáy, ví dụ đây là được hai phiên phục hồi, hoặc cái đoạn trước thì có thể nó sẽ được đâu đó tầm khoảng đây, ví dụ đoạn này, đây là một cái đáy hoảng loạn ngắn hạn đúng không, nó chỉ hồi được khoảng 1-2 tuần sau đó nó sẽ rơi, và cái số lượng nhỏ lẻ chúng ta bán ra với giá trị cổ phần ta bán ra thì nó sẽ quyết định được đó có phải là khởi đầu một sóng tăng mới không. Ví dụ như đoạn này, hoặc ví dụ đoạn này, đây là đoạn mà bán càng nhiều thì nó bắt đầu một sóng tăng mới luôn đúng không. Nên là vì sao lại phải biết được khi nào thì nó sẽ xảy ra kịch bản là một đợt hồi kỹ thuật, và khi nào nó sẽ xảy ra là một cái đoạn tạo sóng, thì chúng ta phải bắt đầu bằng việc là thị trường nó phải có phiên bùng nổ thuê đà. Nếu thị trường không có bùng nổ thuê đà thì đó sẽ chỉ là một nhịp hồi kỹ thuật thôi. Nên nếu là mỗi nhà đầu tư chúng ta đã bị bán ra khỏi ở vùng đáy rồi, mà nếu chúng ta lại vội vàng chúng ta mua lại luôn, tại vì trong quá khứ rất nhiều anh chị đã bán trong hoảng loạn, mọi người bán đây xong lại mua lại luôn ở đây, bán đây xong lại mua lại luôn ở đây. Đúng, rất nhiều người cũng đã gặp tình trạng như vậy, và sau đó thì mọi người biết rằng thị trường nó chưa thiết lập được đáy và thị trường nó sẽ mau chóng giảm giá trở lại, đúng không? Và nếu mà chúng ta đã sai một lần rồi chúng ta lại tiếp tục sai một lần nữa thì đó là một điều nghĩa hết sức là tồi tệ và sẽ làm chúng ta thiệt hại rất là nặng trong quá trình mọi người đầu tư. Đa số mọi người đầu tư thì mọi người thường bị thiệt hại nặng ở cái điều đó, đã bán trong hoảng loạn rồi lại vội vàng mua trong hưng phấn và mua không có nguyên tắc. Nên đấy là cái điều mà Hùng hy vọng rằng những anh chị nào xem video ngày hôm nay và những anh chị nào mà đã hỏi Hùng, và Hùng cũng đã giải đáp cho mọi người để mọi người có một cái sự tự tin nhất định và cái tâm lý của mình một cách bình thản nhất để mình có thể bắt đầu làm lại một cách rõ ràng hơn. Tức là khi mình đã bán trong hoảng loạn rồi thì mình đừng có vội vàng mua lại luôn. Đấy là cái quan điểm của cá nhân Hùng. Tại vì nếu không là mọi người sẽ bị chuỗi những sai lầm liên tục và đã sai rồi lại càng sai nhiều hơn. Một số anh chị em thì cầm những cổ phiếu nó bị suy yếu sức mạnh hoặc nó giảm rất sâu thì nó hồi kỹ thuật, thì Hùng cũng đã đưa ra lời khuyên cho mọi người, ví dụ dòng chứng khoán hay bất động sản hay khá nhiều cổ phiếu, Hùng nghĩ là nếu mà mọi người tỷ trọng lớn thì mọi người nên dành thời gian để mình giảm bớt vị thế, chứ không nên ôm một cách lì quá. Ví dụ rất nhiều anh chị có hỏi Hùng là đích này, hoặc là ví dụ như là hôm nay thì SSI, VND thì cũng khá nhiều anh chị cũng hỏi. Thì Hùng có chia sẻ là nếu mà mình cầm quá nhiều thì những cổ phiếu vi phạm thì mình nên giảm bớt tỷ trọng của mình, thì nó sẽ làm cho cái tâm lý mình ổn hơn, và nó mình cũng đỡ bị cái việc là sợ là nếu nó giảm lại tiếp thì mình sẽ bị tâm lý và thậm chí mình còn bán hết luôn trong cái việc của nó giảm trở lại và tạo trưởng lại tiếp theo. Thì nếu mà chúng ta có một cái phương pháp đầu tư rõ ràng và chúng ta có một cái người tư vấn phù hợp, thì Hùng nghĩ là nó sẽ hữu ích cho mọi người trong những cái giai đoạn mà thị trường như hiện tại.
Có một điều lưu ý Hùng muốn nhấn mạnh mọi người như này. Ở cái giai đoạn này thì thị trường nó cũng sẽ phân hóa rất là cao và mọi người sẽ rất dễ bị chọn nhầm cổ phiếu nếu mà kể cả thị trường có bùng nổ tối đa. Do vậy thì lời khuyên ở cá nhân Hùng đó là chúng ta hãy chờ điều đó xảy ra và chúng ta sẽ để biết đâu là cổ phiếu mạnh thực sự, đâu là cổ phiếu dẫn sóng cho nhịp tăng giá mới và đâu là những cổ phiếu mọi người nên phân bổ tỷ trọng nhiều vào. Thì chính cái điều đó nó sẽ giúp ích cho mọi người trong cái hiệu quả đầu tư trong sóng tăng mới. Rất nhiều anh chị của TVI thì cũng đã có những cổ phiếu mạnh ở thời điểm hiện tại và cũng đã sẵn sàng để chúng ta tham gia thêm vị thế, nhưng mà rất nhiều anh chị em thì cũng đã khá là vội vàng và mình mua dồn tỷ trọng luôn vào một bất kỳ mã cổ phiếu nào đó. Thì tôi nghĩ là mọi người đừng nên mua luôn. Hôm nay có chat trong room của TVI có hai vấn đề mọi người sẽ cần lưu ý trong việc là nếu mà mình dồn tỷ trọng lớn ở đoạn này. Đó là thứ nhất, nếu mà thị trường nó không có bùng nổ tối đa và thị trường nó không xác nhận tạo đáy thành công thì thị trường nó sẽ mau chóng giảm giá trở lại, và chính cái việc chúng ta dồn tỷ trọng quá nhiều đoạn này sẽ làm chúng ta khó để có thoát ra được, bởi cái nếu mà thị trường đi theo hướng xấu. Và cái thứ hai đó là kể cả thị trường nó có hướng tốt đi nữa mà nếu mọi người dồn tỷ trọng quá sớm thì nó sẽ dễ bị nhầm cổ phiếu dẫn sóng và nhầm cổ phiếu mạnh, nên Hùng hy vọng là mọi người sẽ không lặp lại cái sai lầm đó. Trong quá khứ đầu tư của Hùng thì Hùng cũng như vậy. Thực ra thì Hùng không bao giờ bị quá lo lắng về việc mình có mua đúng cổ phiếu mạnh hay không, hoặc là mình có bán đúng đỉnh hay không. Tại vì cái điều đó thì đa số thì thường thì TVI làm rất là tốt. Tuy nhiên thì những năm đầu giao dịch thì Hùng hay bị mắc một cái sai lầm mà Hùng cũng đã chia sẻ khá nhiều trong cái khóa học Become a Trader của TVI, đó là việc mình quá vội vàng đặt cửa vào một cổ phiếu nào đó dẫn sóng trước khi mà nó thể hiện ra. Và chính điều đó, như kiểu ngày xưa là Hùng hay chọn 3 cổ phiếu, sau đó Hùng thích một cổ phiếu nào đó, Hùng mua dồn tỷ trọng cổ phiếu luôn, và cuối cùng khi vào sóng thì cái cổ phiếu mình không chọn nó lại chính là cổ phiếu dẫn sóng, và sau đó thì mình không dám bán cổ phiếu yếu, cứ là cổ phiếu mình yêu thích ra để mua cổ phiếu đó, hoặc là mình mua rất là ít cổ phiếu mạnh đó, nên cuối cùng thấy ra tỷ suất tài khoản nó không cao. Thì nên là về sau thì Hùng mới nhận ra một điều là khi mình đã có một vị thế thăm dò nhất định rồi thì việc của chúng ta là đừng có vội vàng dồn tỷ trọng sớm, mà nếu mà chúng ta dồn sớm thì sẽ cực kỳ rủi ro cho anh chị trong vấn đề hiệu quả tài khoản. Nên đấy là sau này khi mọi người đồng hành TVI thì anh chị bây giờ chắc cũng đã cảm nhận được vì sao TVI lại rất dễ nâng tỷ trọng mắc luôn khi thị trường vào sóng. Có thể đoạn này mọi người nhìn thấy thôi, ví dụ chúng ta đang có tỷ trọng 50-70%, nhưng chỉ cần thị trường vào sóng phát Hùng sẽ nâng tỷ trọng 90% luôn, và chỉ trong một phiên thôi. Mọi người sẽ thấy rất bất ngờ với cái điều đó. Tại vì bản thân nếu mà xác nhận đấy là cổ phiếu mạnh thực sự rồi thì chắc chắn chúng ta phải dồn tỷ trọng vào, và chúng ta sẽ sẵn sàng mua ở bất kỳ một vị thế nào, và chúng ta sẵn sàng mua lớn luôn ở chính cái ngày thị trường xác nhận sóng đó, và từ cổ phiếu mạnh của chúng ta thể hiện sức mạnh. Thì đấy là cái muốn mọi người hiểu rằng là chúng ta có thể chờ rất lâu để cho thị trường confirm xác nhận sóng, nhưng chúng ta sẽ quyết định rất nhanh, tại vì đấy là cổ phiếu chúng ta đã ưu tiên chọn từ đầu rồi. Đấy là cái kinh nghiệm mình chia sẻ một chút để anh chị nào đang hoảng loạn, anh chị nào đã có vị thế, hoặc anh chị nào đang sẵn sàng cho một vị thế gia tăng, một danh mục ưng ý, thì đấy là cái điều muốn mọi người nhớ. Tất nhiên thì cũng có nhiều anh chị đã bị mất hàng, hoặc anh chị có cầm cổ phiếu yếu thì chưa biết xử lý như thế nào, và thậm chí có những anh chị thì cũng muốn dồn tỷ trọng và cũng biết là đâu là những cổ phiếu mà chúng ta đang quan tâm. Thì ngày hôm nay Hùng sẽ phân tích chi tiết hơn cho mọi người. Đầu tiên là về thị trường, thì với một cái phiên phục hồi mở gác cái này thì tạm thời chúng ta đang có vùng hỗ trợ nhỏ ở quanh vùng 1235-1240 đây, và tạm thời thì cái phiên rơi của tuần trước thì nó đang là một cái, Hùng mới gọi là một cái vùng bán quá đà của thị trường chung, và nếu thị trường phục hồi được thì nó sẽ là đẹp nhất, và kháng cự thị trường nó vẫn sẽ là vùng 1260 điểm. Thì đó là cái mọi người sẽ cần lưu ý cho chỉ số chung index. Và nếu về nhóm cái phiên bùng nổ tối đa là một điều kiện cần để xác nhận thị trường vào sóng, và điều kiện đủ thì mọi người cần phải thấy những cổ phiếu mạnh nó bùng nổ và nó vượt đỉnh trên những mẫu hình tin cậy. Thì trong bản tin ngày mai thì Hùng cũng sẽ dành thời gian Hùng chia sẻ mọi người thêm một chút trong group VIP của TVI về cái mẫu hình mà nó sẽ phổ biến. Nhưng Hùng có thể nói qua cho mọi người rằng nó sẽ có hai dạng mẫu hình. Một, nó sẽ là những cổ phiếu full range đâu đó điều chỉnh tầm khoảng 10% từ đỉnh quanh vùng MA50, và cái thứ hai nó sẽ là dạng cổ phiếu có dạng mẫu hình hai đáy. Tại vì thị trường chung của chúng ta có hai lần rũ bỏ thì nhiều cổ phiếu nó sẽ tạo ra mẫu hình hai đáy. Thì đấy sẽ là hai dạng mẫu hình mà anh chị có thể lưu ý kỹ trong thời gian tới khi mọi người chọn cổ phiếu. Đấy là Hùng chia sẻ mọi người thêm kinh nghiệm nhé.
Về ngành cổ phiếu thì chúng ta sẽ nói về FPT. FPT của chúng ta hôm nay có một cái nến đóng cửa thấp nhất trong phiên, và thực ra nhìn về nến thì cũng đánh giá nó không quá đẹp. Tuy vậy thì mọi người phải hiểu rằng FPT trong tuần này thì nó sẽ có hàng cổ tức về. Nói chung là nguồn cung cổ phiếu đâu đó khoảng 120 triệu cổ phiếu. Tất nhiên là đa số tổ chức nắm khá nhiều rồi. Thì đấy nó sẽ tạo ra nguồn cung nhất định của FPT. Và cái thứ hai là FPT thì với một cái giai đoạn vừa qua của giá là nó vẫn là một giai đoạn điều chỉnh bình thường, trong một cái giai đoạn tăng tổng khoảng 50-60% từ đỉnh, thì hy vọng FPT nó sẽ duy trì được cái nền trên vùng 126. Hùng nghĩ là đẹp nhất chính là cái vùng mà Hùng vừa bảo mọi người mua lại ở vùng 125-126, thì Hùng nghĩ là nếu FPT tích lũy quanh vùng một nằm trên 125-126 thì sẽ là đẹp nhất với riêng cổ phiếu này. Đấy là FPT, nó nằm trên cái vùng này nghĩa đẹp nhất, có thể nó test lại nền loại này, nó đi ngang ở đây thì nghĩa đẹp nhất tầm khoảng một vài tuần, nó mới được một tuần thì thêm khoảng 2-3 tuần nữa thì đẹp. Nói chung là... còn nếu không thì nếu nó mạnh hơn thì FPT nó sẽ vượt lên vùng 135 mà nó tích lũy ở đấy. Đấy thì tùy trạng thái của FPT. Nhóm ngành thứ hai là ngân hàng, thì MB thì hiện tại ngày hôm nay khối lượng thấp, khá là cạn kiệt, vào phiên điều chỉnh thì đánh giá hôm nay MB thì khá là đẹp, khá là đẹp. Trong vài phiên sắp tới thì nếu MB test lại vùng 24 mà tích lũy ở đây được thì có thể là chúng ta cũng sẽ cân nhắc với anh chị nào chưa có vị thế MB. Còn với anh chị của TVI chúng ta có rồi thì chúng ta sẽ chờ khi nào MB vượt qua vùng 25.2 chúng ta sẽ mở mua, thì nó sẽ hoàn thành được cái mẫu hình cốc tay cầm khá là đẹp với riêng cổ phiếu này. Đấy là MB, nhưng mà chắc chắn rồi, chỉ số tăng mạnh thì nó phải có ngân hàng, và nếu mà ngân hàng tăng thì chắc chắn MB sẽ là một cổ phiếu mà anh chị không được bỏ qua, vì đây đang là cổ phiếu có cái mẫu hình mạnh nhất trong dòng ngân hàng, để trả lời như vậy. Những cổ phiếu khác thì nó chỉ là dạng yếu hơn. ACB thì về nền, Techcombank thì cũng đi ngang nền quanh MA50, Tiên Phong Bank thì cũng tương tự như vậy. Nói chung là gần như ngân hàng bọn này thì cũng đánh giá là nếu mà mạnh nhất thì nó sẽ là MB, nên chúng ta sẽ chỉ tập trung MB chính thôi. Còn những cổ phiếu khác thì nếu mà nó có trạng thái tích cực thì chúng ta sẽ cân nhắc sau. Nhưng mà có lẽ thì TVI sẽ không ưu tiên cổ phiếu nào khác cao hơn MB ở thời điểm hiện tại, tại vì đây là cổ phiếu chúng ta đã chọn rất kỹ rồi. Nhóm thứ ba chúng ta sẽ nói về nhóm bán lẻ. Thì ngày hôm nay thì MLBG giật trở lại. Thực ra nhóm bán lẻ thì nó đang có một cái vấn đề, nghĩa là rủi ro nhất của bán lẻ bây giờ thì có lẽ mọi người cảm nhận được rồi, đó là câu chuyện kết quả kinh doanh quý. Kết quả kinh doanh quý 2 của ngành bán lẻ thì nó chưa ra, nhưng cũng khá là lo lắng, vòng đang chờ kết quả kinh doanh của MLBG nó confirm. Đấy, thì hiện tại ngày hôm nay MLBG thì phục hồi sau khi chạm mốc hỗ trợ vùng 61 của chúng ta, duy trì 2 phiên tích lũy quanh vùng 61 rồi, và hôm nay thì hồi phục trở lại. Thì chúng ta sẽ theo dõi kỹ cái nhóm bán lẻ với cái khoản doanh thời gian tới. FLT ngày hôm nay thì cũng giật lại vùng 170, đúng không, nó cũng đi ngang đây. Nói chung là rủi ro bán lẻ thì nghĩ là nó sẽ đến từ cái khoản doanh thôi, và TVI thì TVI sẽ chắc là sẽ chọn và theo dõi MWG, tại vì FLT ở đoạn này thì chúng tôi vẫn giữ, nhưng mà mở mua mới thì có lẽ là TVI cũng sẽ hạn chế, tại vì cổ phiếu này thứ là nó lên quá nhiều rồi, và cái nền rũ của nó thì nó không thể giải ngân lớn được, tại vì thanh khoản nó rất là thấp, cũng khó mà có thể khuyến nghị số đông cho mọi người được. DigiWorld hôm nay thì cũng rút chân, nó đang hồi trở lại với cái mẫu hình nó bị gãy, nó sẽ chờ đợi thêm. Nói chung là bán lẻ thì TVI vẫn đánh giá cao nhóm này, và chúng tôi cũng sẽ theo dõi kỹ trong thời gian tới. Xuất khẩu ngày hôm nay thì dệt may TLG một cái điểm mua pullback MA50 rất là đẹp của cổ phiếu này, đúng không? Sau khi nó đúng ra nó rũ bỏ rất nhiều nhà đầu tư và thậm chí rũ bỏ cả chúng ta luôn. Đấy thì đang thấy là TLG thì nó bật khá là tốt, và hôm nay một điểm mua. Nếu mà trong một thị trường bình thường và có follow today thì có lẽ là Hùng đã mở mua cho anh chị TVI rồi, nhưng mà trong một cái giai đoạn thị trường hiện tại thì tạm thời thì chúng ta sẽ không mở mua TNG nữa. Nhưng mà đánh giá là anh chị nào có TNG thì mọi người nên nắm giữ, tại vì đây vẫn là một nhóm ngành mà chúng tôi đánh giá cực kỳ cao về kết quả kinh doanh của mình, kết quả kinh doanh của chính ngành xuất khẩu dệt may. Cái này thì cũng đã chia sẻ mọi người khá là nhiều rồi. Cá tra thì hiện tại ANV đang phục hồi, chúng ta sẽ chờ đợi xem cách mà ANV vận động lại tại đỉnh cũ vùng 36. Gỗ thì Phú Tài đang bật trở lại sau khi test mốc 10% từ đỉnh, đúng không, 74 về 68, 7 giá, 6-7 giá 10% từ đỉnh, thì PTB đang giật trở lại, đúng không? Chúng ta sẽ cùng chờ đợi xem. Nhóm này thì cơ anh nghĩ là trong cái quý 3 tới vẫn sẽ là khá là tốt. VCS thì đang tích lũy. Đức Giang hôm nay phân bón phục hồi rất là mạnh, Đức Giang thì có vẻ hơi yếu hơn. Đức Giang cũng là một cổ phiếu mà nghĩa là cái mẫu hình của nó đánh giá là nó cũng khá đẹp.
nếu mà nhìn góc nhìn dài, nhưng mà tạm thời TVI chưa chọn. Ở nhóm chứng khoán thì TVI thì vẫn theo dõi, tất nhiên rồi, tại vì nếu mà thị trường có bùng nổ thuê đà thì chúng tôi vẫn sẽ cân nhắc nhóm chứng khoán ở cái giai đoạn này, vẫn cân nhắc nhóm chứng khoán ở giai đoạn này, tại vì nó đang có dấu hiệu test hay đấy khá là tốt. Tất nhiên thì phải nói lại là chọn chứng khoán trong bất kỳ một sóng tăng nào vẫn một cái lý do cũ thôi, tại vì vốn nhóm chứng khoán thì thường xác nhận sóng thì nó luôn tăng, luôn tăng, tại vì thị trường vào sóng thì bao giờ dòng tiền đầu cơ nó vẫn phải chọn ngành chứng khoán nó để đấy mà, đúng không? Thì chắc chắn là nếu mà thị trường vào sóng thì cũng sẽ chọn một cổ phiếu chứng khoán. MBS đúng không? Một cổ phiếu mà chúng ta cũng khá là thích thú. Nhóm thép thì ngày hôm nay cái thông tin thép nó cũng đang hỗ trợ khá nhiều cho Hòa Phát, Hoa Sen và GDA, một vài cổ phiếu thép. Thực ra thì ở cái nhóm thép này thì mình phải chia sẻ là ở cái giai đoạn hiện tại thì TVI vẫn chưa ý định mở mua nhóm này trong giai đoạn ngắn hạn, tại vì theo TVI thì hiện tại nhóm thép sức mạnh của nó không quá gọi là quá là tích cực, và chúng tôi vẫn đang chờ cái ổn doanh của Hòa Phát, không biết đoạn này ra chưa, Hùng chưa check lại. Nhưng mà cuối tuần trước thì Hoa Sen có ra thôi, còn Hòa Phát thì chưa ra. Nhóm này vẫn đánh giá là kết quả kinh doanh của nó thì cũng sẽ tăng trưởng mạnh thôi, nhưng mà đồ thị của nó hơi yếu và định giá của nhóm này thì lúc nào cũng được coi là hơi cao. Chúng ta sẽ cùng chờ đợi thêm. Cái mẫu hình hai đấy thì có thể nó cũng sẽ áp dụng cho nhóm này. Kỹ thuật thì GDA rất là đẹp, tuy nhiên thì cổ phiếu này thì không khuyến nghị số đông được. Đúng trước test về đúng vùng 28 luôn, cái vùng chúng ấy gọi là vùng định giá rẻ. Bất động sản thì ở giai đoạn tại sóng tới cũng chắc chưa có gì, mặc dù thì chúng ta nếu theo dõi vẫn sẽ Nam Long, KDH, Vinhome, Vinhome này thì test tại dưới, hoặc là nhà từ Liêm, DPG, mấy cổ phiếu về sức mạnh kỹ thuật nó tốt hơn, TCS. Vâng, tuy nhiên thì Hùng đánh giá là nhóm bất động sản thì để mà co sóng cả ngành thì sẽ khá là khó, nên là mọi người cũng không nên ưu tiên vội ở nhóm này. Chúng ta sẽ dầu khí. Dầu khí cũng là một nhóm ngành trong cái cuối tuần vừa rồi, PLX thì vượt đỉnh vào oil. Oil hôm nay cũng đã có lúc chạm lại đỉnh cũ rồi. Bán lẻ xăng dầu thì gần như là một nhóm mạnh nhất trong cái giai đoạn vừa rồi, đúng không? Tất nhiên thì vẫn chia sẻ là PLX thì nó giống RE, là những cổ phiếu mà khó mà khuyến nghị số đông được, tại bản thân là cơ bản thì cũng chưa rõ lắm. Và cái thứ hai là những cổ phiếu này thì đánh lớn thì cũng thanh khoản thì thoải mái, nhưng mà nó ít được thị trường để ý, nó thiếu tính dẫn dắt, nên là khi mà thị trường chưa xác nhận tạo đáy thành công thì có lẽ là chúng ta cũng sẽ hạn chế mở mua với số đông cổ phiếu này. Nhưng mà thuần kỹ thuật chúng đánh giá là ai có thì nắm giữ, tại vì nó vẫn rất khỏe và nó chưa có dấu hiệu suy yếu. Đa số thị trường ở giai đoạn này, hôm nay thì có một nhóm ngành nữa là nhóm phân bón thì rất là tích cực. Với cái ổn doanh BFC, ổn doanh tăng rất mạnh và hôm nay thì trần rất nhiều. Hôm nay thì nhóm phân bón tăng khá tốt, LAS, DDV. Tất nhiên Hùng thì vẫn nghĩ là nhóm này thì chắc là sẽ không ưu tiên trong danh mục của chúng ta. Nông nghiệp PAN hôm trước ra cái ổn doanh thì cũng đang có dấu hiệu hồi về đỉnh. Nói chung là còn hôm nay có hồi phục của VGI, HVN, những cổ phiếu giai đoạn trước sàn rất mạnh thì hôm nay nó tăng giá khá là tốt. Hùng đánh giá là đoạn này thì có lẽ là thị trường nó vẫn sẽ phân hóa cao thôi. Còn chưa xác nhận vào sóng thì Hùng sẽ vẫn chờ, TVI vẫn sẽ chờ thôi. Chúng ta sẽ duy trì trọng khoảng 50-70% và chúng ta sẽ chờ thị trường nó xác nhận vào sóng, chúng ta sẽ gia tăng thêm. Còn nếu thị trường không vào sóng, chúng ta sẽ vẫn tiếp tục nắm giữ, gọi là dài yếu và mạnh mà. Cổ phiếu không vi phạm mình sẽ để. Ở cái giai đoạn này thì có một điều quan trọng cuối cùng muốn chia sẻ mọi người như này. Trong cái năm 2024 ấy, đến thời điểm hiện tại thị trường của chúng ta thì Hùng sẽ nói qua cho mọi người hình dung được. Đầu tiên là thị trường nó trải qua một con sóng đầu năm rất là mạnh, rất là mạnh. Đây là sóng đầu năm cực mạnh luôn, và ngày đó thì chúng ta cũng chọn rất nhiều cổ phiếu tốt, đúng không? Và sau đó thị trường tạo đỉnh, nó tạo đỉnh lần đầu ở vùng này, đúng không? Nó tạo đỉnh lần đầu ở vùng này. Sau đó thị trường tạo ra một con sóng thứ hai, và thị trường sau đó nó cũng tạo đỉnh ngắn hạn ở vùng này. Tí cũng giải thích vì sao nó lại đỉnh ngắn hạn, được chưa? Đấy, thì đây là hai nhịp tăng, nghĩ là hai nhịp mà có rất nhiều cổ phiếu tăng mạnh. Đấy, cái này thì mọi người rõ ràng. Tức là năm nay thực sự nếu khách quan thì là một năm mà cơ hội mình nghĩ là khá là nhiều. Tức là cái nhịp tăng của nó rất là nhiều, nó đã có hai nhịp tăng rồi,
Và đến giai đoạn hiện tại thị trường nó đang đi ngang sideways quanh một biên vùng đúng ra là 1240 đến 1300. Và ông nghĩ rằng nếu mà thị trường nó không thoát được cái biên này thì khả năng cao thị trường nó vẫn sẽ đánh sideways quanh cái vùng này. Sideways quanh vùng này thì nó sẽ đánh biên quanh sideways quanh vùng này. Nó sẽ giống 2015 mà nó sẽ đánh biên qua một biên nào đấy. Đấy. Vậy thì tức là cơ hội để chúng ta có thể kiếm tiền lớn, gọi là kiếm tiền lớn ấy, thì ông nghĩ là nó sẽ đến từ việc nếu mà thị trường nó vượt được cái vùng 1300 này thì dòng tiền lớn mới vào mạnh, hoặc là thị trường nó test về cái cạnh dưới này thì dòng tiền nó mới vào lớn. Thì là hai cái ông nghĩ là nó sẽ tổng rất mạnh cái dòng tiền của thị trường, nó sẽ là cái biên này đó. Thì đấy là cái mình chia sẻ để anh chị nào có tài khoản lớn thì mới sẽ lưu ý kỹ cái vùng đó. Còn nếu không thì trong cái biên này thì có lẽ là chúng ta vẫn sẽ là chọn của cổ phiếu, và rủi ro với từng cổ phiếu mình nghĩ là thấp. Tại vì thường ấy, trong một cái ví dụ đợt tới có bùng nổ theo đà đi nữa thì chúng ta cũng sẽ kỳ vọng là nó sẽ vượt qua cái vùng 1300 này. Đấy, và nên là nếu mà chúng ta có mua khi bùng nổ theo đà, tức là chúng ta cũng sẽ phải chọn chiến lược giữ lâu một chút, chứ chúng ta đừng có đánh ngắn. Mình nghĩ là như vậy. Thì đấy là cái rất muốn dặn mọi người trước, không phải tránh trường hợp mọi người nghĩ là đợt tới nếu mà có sóng lên 1300 mà mình lại bán luôn thì mình nghĩ là hơi phí. Mình nghĩ là có thể thị trường nó sẽ có một nhịp sóng tăng mạnh hơn. Còn nếu không thị trường nó sẽ cứ đi ngang này thôi. Tức là nếu đoạn này mà có bùng của tôi là tôi nghĩ là cửa vừa 1300 là khá cao. Còn nếu không thị trường nó sẽ cứ thanh khoản như này và chúng ta sẽ chọn cổ phiếu. Mà vốn chọn cổ phiếu là sở trường của chúng ta rồi. Đấy, chọn cổ phiếu là sở trường chúng ta. Đấy, thì đấy là cái mình nghĩ là mọi người sẽ lưu ý trong giai đoạn sắp tới khi mọi người quyết định phân bổ tài sản của mình. Đấy. Ở đoạn này thì vẫn có 3 nhóm ngành mà Hùng vẫn sẽ ưu tiên và sẽ theo dõi sát sao nhất. Đó là ngân hàng. Tại vì ngân hàng nếu mà để thị trường vượt được đỉnh thì nó phải có ngân hàng. Và ngân hàng này Hùng hiện tại DBI vẫn đang đánh giá cao nhất MB. Đấy, tại vì chúng tôi đã khuyến nghị trong suốt giai đoạn vừa qua. Nhóm ngành thứ hai mà DBI vẫn sẽ ưu tiên theo dõi đó là bán lẻ. Bán lẻ thì đại diện của chúng ta vẫn sẽ là MWG thôi. Và nhóm ngành thứ ba mà chúng ta ưu tiên theo dõi thì nó là một nhóm ngành từ đầu năm rồi, đó sẽ là công nghệ và chúng ta sẽ ưu tiên FPT. Thì đấy sẽ là 3 số những cổ phiếu mà chúng tôi đang theo dõi sát sao ở thời điểm hiện tại, thì có thể chia sẻ mọi người. Đấy, thì nếu anh chị nào mà muốn tham gia room VIP của TVI để nhận trực tiếp những điểm mua bán thì mọi người có thể liên hệ trực tiếp số điện thoại trợ lý theo phần mô tả video này. Nếu anh chị nào yêu mến Hùng thì nhớ like video ngày hôm nay để truyền Hùng thêm động lực để chia sẻ mọi người. Và nếu anh chị nào muốn tham gia Zoom Zalo trải nghiệm thì có thể ấn phần mô tả video này có link Zalo trải nghiệm nhé. Thì cảm ơn tất cả mọi người đã xem video ngày hôm nay. Chốt lại về thị trường của chúng ta, thị trường chung của chúng ta có ngày phục hồi thứ tư khá là tích cực, cung cầu khá là cân bằng và thị trường vẫn xanh điểm. Nó làm cho chúng ta nhà đầu tư khá là bớt sợ hãi hơn sau ngày hôm nay. Tất nhiên thì có rất nhiều nhà đầu tư thì cũng đã bán trong hỗn loạn và hoặc là nhà đầu tư đang cầm cổ phiếu yếu, mọi người rất muốn mua luôn ở thời điểm hiện tại, thì lời khuyên cá nhân Hùng là hãy chờ thị trường thể hiện, hãy chờ phiên bùng nổ tối đa, hãy chờ những cổ phiếu dẫn sóng, hãy chờ những cổ phiếu mạnh vượt khỏi những mô hình tích lũy tin cậy và tham gia dồn thì chậm ngoài nó nhá. Cảm ơn tất cả mọi người, chúc mọi người đầu tư thành công. Bye bye tất cả anh chị.